xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh CryptoCoin. Trong video hôm nay mình xin hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Airdrop đến từ dự án MyStation World. Để tham gia về sự kiện này, anh em click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Về tổng phần thưởng của dự án này lên tới 10 triệu token có ký hiệu là MSWS. Và sẽ có 10.000 suất may mắn. Và đây là một sự kiện anh em không cần phải tuyển rep. Và để tham gia vào sự kiện này, anh em click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó anh em tiến hành làm các nhiệm vụ trên mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên là anh em tiến hành follow Twitter dự án này. Và hiện tại để có là 8.000 suất tham gia. Và anh em cũng có thể thấy là Solaris cũng follow dự án Kim Yu. Ta thấy được là dự án hôm nay cũng khá là tiềm năng. Rồi sau đó anh em continue. Tiếp theo anh em tiến hành retweet bài post. Rồi anh em like về retweet lại về gắn thị ba người bạn của mình. Rồi sau đó anh em tiến hành copy hashtag. Rồi anh em gửi cái form này là ok. Sau đó truy cập website của dự án này. Sorry, anh em tiến hành retweet và post tiếp theo. Rồi cái này anh em chỉ việc like về retweet lại. Rồi truy cập website dự án. Rồi sau đó để tiến hành gửi địa chỉ ví Solana. Rồi anh đi đến copy địa chỉ ví về gửi vào form. Rồi sau đó anh đi tiến hành đúc đồng token MSWS. Rồi anh em chọn yes. Tiếp theo anh em vào ví solet.io. Rồi anh em tiến hành đăng nhập. Rồi anh em tiến hành đúc mã đồng token này. Rồi thông tin mã đúc này anh em có thể thấy được. Rồi tiếp theo anh em tiến hành copy địa chỉ contract của cái đồng này. Rồi anh em click vào add token. Rồi anh em click vào phần đúc. Rồi anh em tiến hành dán thông tin contract của dự án. Đây anh em chỉ việc copy về bash là ok. Rồi sau đó anh em tiến hành rồi sau khi đúc xong thì anh em về yêu cầu anh em phải có một ít phí ở Sol để làm phí gây giao dịch. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Airdrop đến từ dự án MyStation World với 10.000 suất may mắn nhận thưởng. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc anh em sẽ may mắn nhận được đồng coin đến từ dự án này. Và nếu anh em cảm thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn anh em.